Vịnh Hạ Long, một kỳ quan độc đáo của thế giới, là một trong những địa điểm trọng yếu trên lộ trình của đoàn làm phim ký sự Hành trình theo chân Bác. Kính thưa quý vị, hiện tại thì đoàn phim ký sự Hành trình theo chân Bác của chúng tôi đang có mặt tại Vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây vào năm 1946, Bác Hồ đã đến với chiến hạm Emin Bertin để làm việc với đại diện của chính phủ Pháp lúc bấy giờ là Đô đốc Dasri Lieux. Và cuộc hội đàm đã diễn ra vào ngày 24 tháng 3 năm 1946. Nội dung chính là việc tổ chức cho cuộc đàm phán chính thức giữa ta và Pháp tại Paris, tức là hội nghị Fontainebleau. Cuộc hội đàm ấy đã diễn ra cách nay hơn 60 năm. Lúc đó, đại diện của chính phủ Pháp đón tiếp Bác trong sự lạnh nhạt, thiếu cởi mở. Thế nhưng, với tài thao lược và kinh nghiệm ngoại giao của mình, Hồ Chủ tịch đã đạt được mục đích là mở cuộc đàm phán chính thức tại Fontainebleau. Ngày nay, Vịnh Hạ Long không còn dấu tích gì từ cuộc hội đàm lịch sử năm xưa, bởi cố nhân giờ đã khuất, còn chính hạm Émile Lambertin nay chắc cũng đã điêu tàn và chẳng biết trôi dạt phương nào. Chỉ còn đó Vịnh Hạ Long ngàn năm kiêu hãnh làm say đắm lòng người. Theo dòng sự kiện, từ Vịnh Hạ Long, chúng tôi đã đến lâu đài nổi tiếng Fontainebleau, tọa lạc tại trung tâm thị xã Fontainebleau, cách Paris hơn 60 km. Chính vì những giá trị nghệ thuật về kiến trúc, hội họa và lịch sử hết sức đặc biệt mà lâu đài này còn là một bảo tàng quốc gia của nước Pháp. Lâu đài được xây dựng từ thời François đệ nhất rồi Louis thứ 15 và các vị vua khác. Nơi đây cũng đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như lễ cưới con trai của Louis Philippe hoặc khoảnh khắc bi hùng khi Napoleon đệ nhất nói lời vĩnh biệt với quân đội của mình sau khi thất trận. Kiến trúc và hội họa của lâu đài mang đậm phong cách thời kỳ phục hưng mà danh họa Primaticcio và Rosso Fiorentino là những nghệ sĩ chính chịu trách nhiệm trang trí. Có hẳn một nhà nguyện trong lâu đài để giáo hoàng đến làm lễ mỗi ngày và một phòng ở sang trọng cho giáo hoàng Pisset VII. Bởi khi lên ngôi, hoàng đế Napoleon đã mời giáo hoàng đến đội mũ hoàng triều cho ông. Kính thưa quý vị, Fontainebleau là một trong những di tích lịch sử văn hóa hàng đầu của nước Pháp. Lâu đài này cũng từng là nơi ở của nhiều vị hoàng đế thuộc nhiều triều đại khác nhau và nó cũng chứng kiến nhiều sự thăng trầm của lịch sử nước Pháp. Vào năm 1946, tại Fontainebleau đã diễn ra hội nghị của chính phủ Việt Nam và chính phủ Pháp để bàn về các vấn đề hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước Việt Nam. Dẫn đầu cho phái đoàn chính phủ Việt Nam là ông Phạm Văn Đồng. Thời gian diễn ra hội nghị Fontainebleau cũng là lúc Bác Hồ chính thức ghé thăm nước Pháp với tư cách là một thượng khách và cũng để trực tiếp chỉ đạo cho phái đoàn của ta tại hội nghị. Bác đã nói, còn nhiều vấn đề khó khăn trước mắt, bởi Fontainebleau đặt nền móng cho tình hữu nghị giữa một nước Pháp mới và một nước Việt Nam mới. Thế nhưng chính vì sự thiếu thiện chí của chính phủ Pháp mà hội nghị Fontainebleau đã thất bại. Trong hội nghị được tổ chức tại lâu đài, phía Việt Nam đã đòi chính phủ Pháp phải thừa nhận độc lập, chủ quyền, kiên quyết yêu cầu phải chấm dứt âm mưu tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thế nhưng cuộc đàm phán bất thành bởi dã tâm đen tối của chính phủ Pháp. Dù Chủ tịch Hồ Chí Minh không dự hội nghị, nhưng cùng thời điểm ấy, những hoạt động ở bên ngoài của người với chính quyền cấp cao Pháp, với toàn thể nhân dân và trí thức Pháp, với kiều bào ta ở Pháp, đặc biệt là với báo chí quốc tế đã nêu cao ngọn cờ độc lập dân tộc, khẳng định thiện chí hòa bình của nước Việt Nam mới trên trường quốc tế. Cho đến ngày nay thì cái khoảnh khắc mà hoàng đế Napoleon nói lời từ biệt quân đội vẫn còn là dấu ấn trong lòng người Pháp, nhất là ở Fontainebleau. Người ta gọi nơi diễn ra sự kiện bi thảm ấy là sân rồng vĩnh biệt. Rồi lâu đài Fontainebleau, nơi mang ý nghĩa lịch sử không chỉ đối với Pháp mà còn rất quan trọng đối với Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử của dân tộc. Chúng tôi đi thăm thị xã thơ mộng và bình yên này. Tọa lạc giữa trung tâm thị xã là khách sạn Eclenoa, có nghĩa là đại bằng đen. Bên ngoài cánh cổng là con số 27, tức là năm xây dựng khách sạn 1927. Tính đến nay đã hơn 80 năm. Đây là khách sạn mà Bác Hồ đã dừng chân khi đến Fontainebleau. Kính thưa quý vị, đây là khách sạn Eclenoa, một khách sạn 4 sao tại thị xã Fontainebleau. Khi đến thăm Paris, Bác Hồ đã đến đây vào lúc 9 giờ 50 phút ngày 26 tháng 7 năm 1946. Vài giờ sau đó, người đã dùng cơm trưa tại khách sạn này. Và sau khi dùng cơm trưa, Bác đã đi thăm nơi ở của phái đoàn Việt Nam và Pháp.
Đúng 19:40, bác đã rời Fontainebleau để trở về Paris. Rời thị xã Fontainebleau khoảng 10 km, đoàn chúng tôi đến thị trấn rất lãng mạn và cổ kính mang tên Bắc Bizon, ở tỉnh Seine-et-Marne, thuộc vùng hành chính Île-de-France của nước Pháp. Thị trấn nhỏ bé này ngay từ đầu đã cuốn hút chúng tôi bởi những nét nhà xinh xắn đáng yêu. Đây là khu trung tâm của thị trấn, nhưng bạn thấy đó, nó rất tĩnh lặng và lịch lãm. Ngay phía đầu thị trấn, hay người địa phương vẫn quen gọi là làng Babizon, là tượng đài vinh danh những người con của làng quê đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh. Đất nước nào, mảnh đất nào cũng vậy, đều có những người con anh dũng hy sinh vì nghĩa lớn. Xin trở lại câu chuyện của bác sau khi rời Pháp. Kính thưa quý vị, vào năm 1946 thì bác Hồ đã đến Pháp để trực tiếp chỉ đạo cho phái đoàn của ta tại cuộc đàm phán Fontainebleau. Nhưng cuộc đàm phán bất thành vì chính phủ Pháp đã ngoan cố muốn xâm lược Việt Nam một lần nữa, buộc ta phải tổ chức kháng chiến. Và trước khi về nước thì bác Hồ đã ký tạm ước 14 tháng 9 để có thời gian hòa hoãn và chuẩn bị cho kháng chiến lâu dài. Bác Hồ ở tại Pháp đã đến với cảng Toulon ở trên bờ Địa Trung Hải để về Việt Nam bằng đường thủy. Vào ngày 20 tháng 10 năm 1946, bác đã đến Hải Phòng. Một ngày sau đó, tức là ngày 21 tháng 10 năm 1946, thì bác đã có cuộc nói chuyện với các đại biểu của thành phố. Và hôm nay, đoàn phim Ký sự Hành trình theo chân bác đã có mặt tại cảng Hải Phòng. Ngày 20 tháng 10 năm 1946, từ Pháp, bác về đến Bến Ngự. Vị trí ấy giờ là cầu cảng số 10 của cảng Hải Phòng. Trong tương lai thì các cầu cảng số 8, 9, 10 và 11, 4 trong 11 cầu của cảng Hải Phòng sẽ nhường lại cho thành phố để xây dựng quảng trường Hồ Chí Minh. Vậy là từ khi đặt chân về tới Hải Phòng, đúng 2 tháng sau, tức là ngày 19 tây tháng 12 năm 1946, từ Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, mở đầu cho những ngày tháng đau thương và anh hùng của dân tộc. Từ Paris, chúng tôi vượt qua chặng đường hơn 200 km để đến Le Havre, nơi được UNESCO công nhận là di sản lịch sử và nghệ thuật của thế giới, và cũng là nơi mà con tàu Latouche-Tréville sau hơn một tháng rong ruổi trên đại dương đã cập đến, mang theo Văn Ba, Nguyễn Tất Thành, nhân vật trong câu chuyện Ký sự Hành trình theo chân bác mà chúng tôi đã và đang theo đuổi suốt 80 ngày ròng rã. Trong một tuần lễ ở Pháp, mỗi ngày đoàn làm phim được chỉ định một xe mới, tài xế mới và một người dẫn đường mới. Những hướng dẫn viên cho đoàn có người hoàn toàn không biết Hồ Chí Minh là ai, nhưng cũng có người vừa nghe tên đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và gọi ông là Cụ Hồ. Chỉ hơi tiếc là cách thay đổi người liên tục này đã làm cho chúng tôi chỉ vừa kịp làm quen đã phải vội vã chia tay. Trên suốt chặng đường đi Le Havre, lòng chúng tôi vẫn còn chưa nguôi nhiều cảm xúc. Những hình ảnh ký ức về bác tại Paris, những con người chúng tôi đã gặp, dù đó là một kiều bào xa xứ hay một người nước ngoài đã từng một thời được gặp bác, họ đều có chung một niềm ngưỡng mộ tôn kính sâu xa. Xế trưa, đoàn dừng chân ở Deauville. Những con thuyền nằm im lìm trong bến tạo nên một bức tranh đẹp và trữ tình. Con sông Túc chia hai thị trấn Deauville và Rovin nằm dọc đôi bờ. Nếu như Paris hoa lệ và sang trọng, thì những tòa nhà ở đây mang phong cách Normandy của thế kỷ thứ 19, vừa hiện đại, vừa cổ kính và lặng lẽ. Và rồi, Le Havre đang hiện ra trước mắt. Thưa quý vị, sau 6 ngày làm việc tại Paris, đoàn chúng tôi lại tiếp tục khởi hành đi về hướng Tây Bắc của nước Pháp, thành phố cảng Le Havre, cách thủ đô Paris khoảng 209 km. Tại cảng biển Le Havre, nơi đoàn chúng tôi đang có mặt đây, vào ngày 15 tháng 7 năm 1911, con tàu Amiral Latouche-Tréville, nơi người thanh niên Văn Ba, tức Bác Hồ của chúng ta đã cập bến. Do Paris cách Đại Tây Dương đến 200 km, nên từ lâu nước Pháp đã lấy cảng Le Havre ở cửa sông Seine làm cửa ngõ của thủ đô. Vào thế kỷ thứ 19, nơi này là cảng trung chuyển hàng hóa từ các nước châu Âu sang châu Mỹ, và vì vậy Le Havre còn được gọi là cổng ra của thế giới. Nơi chúng tôi đứng lúc này là cảng mới của Le Havre, có chiều dài 27 km đông sang tây, chiều rộng 6 km từ bắc sang nam, là một cảng biển lớn đứng thứ 5 thế giới và thứ 2 nước Pháp về thương mại. Chúng tôi đang cố hình dung lại khung cảnh nơi này của năm 1911.
Khi con tàu La Touche-Tréville cập bến, con tàu phải dừng lại sửa chữa một thời gian, nên anh Nguyễn, tên gọi thân mật của bác Hồ khi ở nước ngoài, cũng quyết định rời tàu đi tìm việc làm. Lúc này bác xa xứ đã hơn một tháng, mọi hoạch định cho tương lai sắp tới hãy còn khá mơ hồ. Có lẽ những giây phút ở nơi sóng nước mênh mông không thấy chân trời này, lòng người không khỏi bồi hồi khi nghĩ về tổ quốc. Nằm ở cửa sông Seine, miền Tây Bắc nước Pháp, Le Havre vốn là một thành phố du lịch với nhiều công trình xây dựng khá đẹp từ thế kỷ thứ 16. Văn ba Nguyễn Tất Thành hẳn đã có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của những kiến trúc cổ nơi đây trước khi thành phố bị Đức chiếm đóng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai và bị máy bay của Anh oanh tạc dữ dội vào tháng 9 năm 1944. Hơn 150 hecta diện tích trung tâm Le Havre bị san thành bình địa. Người dân Le Havre nói rằng nỗi ám ảnh tang thương của chiến tranh đã khiến kiến trúc sư Auguste Perret thiết kế nên nhà thờ này để dành cho tất cả mọi người cùng đến cầu nguyện cho tình yêu thương và sự hàn gắn bất kể họ thuộc tôn giáo nào. Saint Joseph cao gần 110 mét hướng nhìn ra biển là một công trình tân cổ điển có kiến trúc rất lạ. Tháp nhà thờ hình trụ bát giác màu gạch nhạt rất hài hòa với màu biển và màu trời luôn xanh thẳm của Le Havre. Ngay trung tâm thành phố, công trình của kiến trúc sư lừng danh Oscar Niemeyer xây dựng năm 1982 có tên là Volcan, rất kỳ vĩ. Đó là một nhà hát có hình dáng như núi lửa phun, trông thật hoành tráng và ấn tượng. Sau chiến tranh, chính phủ Pháp xây dựng lại Le Havre. Các đồ án kiến trúc của Auguste Perret đã khoác lên Le Havre một bộ áo mới hiện đại, mỹ lệ, thu hút hàng triệu du khách hàng năm. Không hào nhoáng như Paris, nhưng những địa danh như nhà thờ Saint Joseph, bảo tàng Monro, cầu Normandy bắc ngang sông Seine là những hình ảnh sẽ đọng lại mãi trong lòng chúng tôi khi rời khỏi chốn này. Người dân Le Havre rất có ý thức giữ gìn từng bụi cây ngọn cỏ, kể cả những đóa hoa dại. Họ tự hào về những công trình kiến trúc độc đáo, mà vì đó, năm 2005, UNESCO đã đưa Le Havre vào danh sách Di sản nghệ thuật và lịch sử thế giới. Ngoài các công trình kiến trúc, Le Havre còn có những đại lộ mang tên các nhân vật lịch sử liên quan với nó trong Thế chiến thứ hai, như đại lộ thống chế Pháp, đại lộ De Gaulle, đại lộ Paris. Quảng trường trước cửa tòa thị chính của thành phố cũng là một điểm đến khá thú vị, với đài phun nước và những bức tượng nghệ thuật độc đáo. Trở lại mục đích chính của cuộc hành trình đến Le Havre, chúng tôi tìm đến Saint-Adrien, một thị trấn nhỏ gần Le Havre, nơi Bác Hồ từng ở trong những ngày dừng chân ở vùng Tây Bắc của nước Pháp. Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại thị trấn Saint-Adrien thuộc thành phố cảng Le Havre. Thực chất đây là một ngôi làng quý tộc, nhìn xuống biển Manche rất đẹp. Vào năm 1911, khi đến nước Pháp, thì tàu L'Amiral La Touche-Tréville đã nhận lại Marseille, Le Havre và dừng lại để sửa chữa. Trong thời gian này, bác sống bằng nghề làm vườn ngay tại thị trấn Saint-Adrien này đây. Công việc hàng ngày của bác là chăm sóc hoa với người làm vườn và làm một số việc lặt vặt cho gia đình nhà chủ. Thời gian này, bác cũng tranh thủ sự giúp đỡ của những người làm công chung với mình để học thêm tiếng Pháp. Thị trấn phát triển từ thế kỷ thứ 16 khi vua François đệ nhất xây dựng thành phố Le Havre. Việc xây dựng cảng Le Havre đòi hỏi rất nhiều chuyên viên đến từ mọi nơi như xứ Basque, Gascony, Tây Ban Nha, vân vân, và họ đã tập trung sống trong những ngôi biệt thự kiêu sa ở làng này. Theo thời gian, Saint-Adrien với địa thế đẹp hữu tình trở thành một nơi dành cho những tầng lớp trung lưu và quý tộc. Để rồi cho đến năm 1911, anh thanh niên Việt Nam 20 tuổi Nguyễn Tất Thành, sau chuyến đi dài nửa vòng trái đất, đã trở thành người làm vườn cho một trong những ông chủ giàu có ở đây. Dù chỉ lưu lại đôi ba ngày ngắn ngủi với một Le Havre, một Saint-Adrien không còn vết tích hay một tấm bia kỷ niệm về những ngày tháng xa xưa, song đối với chúng tôi, tất cả những địa danh mà bác đặt chân đến trên cái thế giới rộng lớn này đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Trải bao năm tháng, từng viên sỏi, từng tiếng sóng vỗ rì rào hay những cánh chim hải âu lả lướt giữa biển trời Normandy đẹp như mơ cũng đã trở thành những nhân chứng của năm tháng.
để hôm nay trên con đường dõi theo cuộc hành trình của Bác, chúng tôi có thể cảm nhận được sự khởi đầu gian nan của chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành trên chặng đường đời bồn ba ngày ấy. Far away across the ocean, far beyond this resistant breath, there's a man who is father of the Indo-Chinese people, and his name it is Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh. From Viet Bach to the Saigon Delta, from the mountains and the plains below, young and old workers present at the toil and tread, and farmers fight for freedom with Uncle Ho. Ho, ho, Ho Chi Minh.